chính thức tăng tuổi nghỉ hưu với sĩ quan công an từ ngày 15 tháng 8. Tổng thống Putin, Wagner đã phản bội nước Nga, cam kết nghiêm trị và bảo vệ đất nước tới cùng. Lục đục gia đình nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, chia sẻ ẩn ý của người con nuôi. Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin cuối ngày, ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Hoàng Châu Channel. Sau đây là bản tin tổng hợp các tin tức chính, nổi bật nhất trong 24 giờ qua ở tại nước ta và trên thế giới. Nếu thấy hay, bổ ích, đừng quên ấn đăng ký kênh và để lại bình luận để tạo động lực cho đội ngũ của chúng tôi. Chính thức tăng tuổi nghỉ hưu với sĩ quan công an từ ngày 15 tháng 8. Luật Công an Nhân dân sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua chiều ngày 22 tháng 6 đã chính thức tăng hạn tuổi phục vụ của sĩ quan, hạ sĩ quan công an sẽ tăng thêm 2 tuổi so với hiện hành. Đây là một nội dung được thống nhất khi Quốc hội biểu quyết thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Công an Nhân dân. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8. Luật sửa đổi bổ sung hạn tuổi phục vụ cao nhất của hạ sĩ quan công an. Cụ thể, hạ sĩ quan 47 tuổi, cấp úy 55 tuổi, thiếu tá trung tá nam 57 tuổi, nữ 55 tuổi, thượng tá nam 60 tuổi, nữ 58 tuổi, đại tá nam 62 tuổi, nữ 60 tuổi, cấp tướng nam 62 tuổi, nữ 60 tuổi. Trường hợp đơn vị công an có nhu cầu, sĩ quan công an là cấp úy, thiếu tá, trung tá, thượng tá, nếu có đủ phẩm chất, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có sức khỏe tốt và tự nguyện thì có thể được kéo dài tuổi phục vụ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an, nhưng không quá 62 tuổi đối với nam và 60 tuổi đối với nữ. Trường hợp đặc biệt sĩ quan có thể được kéo dài tuổi phục vụ hơn 62 tuổi đối với nam và hơn 60 tuổi đối với nữ, theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Sĩ quan công an nhân dân là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia cao cấp, có thể được kéo dài tuổi phục vụ hơn 62 tuổi đối với nam và hơn 60 tuổi đối với nữ, theo quy định của chính phủ. Với công nhân công an, hạn tuổi phục vụ cao nhất với nam là 62 tuổi, nữ 60 tuổi và thực hiện theo lộ trình về tuổi nghỉ hưu đối với người lao động như quy định của Bộ luật Lao động. Trước đó, báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới cho biết quy định về hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an đã được cơ quan soạn thảo luật nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng trên cơ sở thể chế hóa các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu, cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Các nội dung có kế thừa quy định của Luật Công an Nhân dân năm 2018 về hạn tuổi phục vụ cao nhất, phù hợp quy định của Bộ luật Lao động về tuổi nghỉ hưu của người lao động, bảo đảm phù hợp điều kiện thực tiễn công tác, chiến đấu của từng vị trí cấp bậc hàm trong Công an Nhân dân. Trên cơ sở quy định hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với mỗi cấp bậc hàm, Bộ trưởng Bộ Công an sẽ quy định hạn tuổi phục vụ đối với các chức vụ, chức danh cho phù hợp, tính chất đặc thù của từng lực lượng, đơn vị và vị trí, địa bàn, lĩnh vực công tác đặc thù của mỗi cá nhân. Bộ Công an cho rằng hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an được quy định trên cơ sở điều kiện, môi trường, tính chất công việc và đặc thù về tổ chức bộ máy của lực lượng Công an Nhân dân. Đồng thời, luôn đảm bảo tương quan với tuổi nghỉ hưu của người lao động theo quy định tại Bộ luật Lao động. Do đó, khoảng cách về tuổi nghỉ hưu giữa cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân với người lao động tăng lên. Bộ Lao động được coi là luật gốc về tuổi nghỉ hưu của người lao động. Vì vậy, khi tuổi nghỉ hưu của người lao động nói chung thay đổi thì cũng cần phải sửa đổi quy định hiện hành về hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an tại Luật Công an Nhân dân và Nghị định số 49 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an Nhân dân cho phù hợp. Chuyển sang tin tức quốc tế, Tổng thống Putin, Wagner đang phản bội nước Nga, cam kết nghiêm trị và bảo vệ đất nước tới cùng. Trong bài phát biểu về tình hình ở miền nam nước Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi hành động nổi loạn của lãnh đạo công ty quân sự tư nhân Wagner là phản bội. Reuters dẫn bài phát biểu trực tiếp của Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 24 tháng 6 nêu rõ cuộc nổi loạn của lãnh đạo công ty quân sự tư nhân Wagner, Yevgeny Prigozhin, là hành động phản bội đối với nước Nga và người dân Nga vì những tham vọng và lợi ích cá nhân thái quá. Chính vì vậy, những hành động chia rẽ, khối đoàn kết của chúng ta thực chất là phản bội nhân dân ta, phản bội đồng chí của ta. Đây là một nhát dao sau lưng đất nước ta, nhân dân ta, ông Putin nói. Tổng thống Nga cũng yêu cầu các cơ quan thực thi pháp luật của nước này thực hiện các biện pháp kiên quyết nhằm lập lại trật tự. Chúng ta đang chiến đấu vì cuộc sống và sự an toàn của người dân
vì chủ quyền và độc lập của nước Nga, Tổng thống Putin nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi các công dân hợp lực và gạt bỏ mọi chia rẽ có thể bị lợi dụng bởi các đối thủ nước ngoài. Trước đó, cơ quan an ninh Nga thông báo mở điều tra với ông Yevgeny Prigozhin vì hành vi xúi giục nổi loạn khi kêu gọi lực lượng Wagner chống lại Bộ Quốc phòng. Ngày 23 tháng 6, Ủy ban chống khủng bố của Nga cho biết, ông Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Wagner Group, đang bị điều tra vì bị cáo buộc ủng hộ một cuộc binh biến chống lại chính phủ. Tất cả các tuyên bố của ông Prigozhin là hoàn toàn vô căn cứ, Ủy ban chống khủng bố của Nga cho biết. Nếu bị kết tội, lãnh đạo Wagner Yevgeny Prigozhin có thể phải đối mặt với án tù từ 12 cho đến 20 năm. Đáp lại, lãnh đạo Wagner tuyên bố quân đội Nga đã tấn công các căn cứ công ty quân sự trong ngày 23 tháng 6. Đã có một cuộc tấn công bằng tên lửa vào các vị trí của lực lượng Wagner. Thương vong là rất lớn. Theo những gì tôi biết được, cuộc tấn công này do Bộ Quốc phòng Nga tiến hành, ông Prigozhin nói. Theo Sputnik, lãnh đạo Điện Kremlin cũng kêu gọi người dân Nga, quân đội, các cơ quan an ninh và những người đã bị lừa dối hoặc đe dọa tham gia vào con đường nổi loạn chống lại các âm mưu của kẻ thù. Ông Putin tuyên bố mọi bất hòa cần phải được gác lại trong thời gian diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Theo ông, các lực lượng vũ trang và các cơ quan nhà nước khác đã nhận mệnh lệnh giải quyết vấn đề. Các biện pháp chống khủng bố bổ sung đang được áp dụng ở thủ đô Moscow, vùng Moscow và một số khu vực khác. Các biện pháp quyết đoán hiện cũng được triển khai để ổn định tình hình ở Rostov-on-Don. Tình hình vẫn còn phức tạp và công việc của các cơ quan hành chính dân sự và quân sự tại đây tạm thời bị phong tỏa, người đứng đầu chính phủ Nga cho biết thêm. Tin tức cuối cùng, lục đục gia đình nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh chia sẻ ẩn ý của người con nuôi. Những dòng chia sẻ ẩn ý trên trang cá nhân của con nuôi nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh giữa thời điểm gia đình đang có xung đột với tài sản thừa kế tiếp tục khiến khán giả chú ý. Chuyện ồn ào trong gia đình cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh suốt nhiều ngày nay vẫn luôn khiến nhiều người bàn tán. Hậu Phượng, cháu gái của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, mới đây gặp mặt truyền thông để giải bày. Ngoài Hồng Loan và nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân, Bình Tinh cũng là người được Hồng Loan nhắc đến trong cuộc chia sẻ. Mới đây, trên trang cá nhân, Bình Tinh, con nuôi nghệ sĩ Vũ Linh viết: "Ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu. Không phải là không hiểu, mà là không muốn hiểu. Dù cô không trực tiếp nhắc tới ai, nhưng nhiều khán giả cho rằng nữ nghệ sĩ cải lương đang muốn nhắc đến chuyện ồn ào của gia đình cha nuôi." Ở phần bình luận, một khán giả cho rằng Bình Tinh gió chiều nào theo chiều đó khi không chịu nói thẳng như Vũ Luân. Người này viết: "Một là phe Hồng Loan, hai là phe Hồng Phượng, cứ đăng Facebook nói chung chung, gió chiều nào theo chiều đó, rồi khẳng định phe Vũ Linh. Này ba phải y chang Kim Tử Long chứ khác gì." Bình Tinh nhanh chóng đáp lời rằng đây là trang cá nhân, nên muốn nói gì là chuyện của cô. "Chị không thích có quyền lướt qua nhá chị. Dạ mà em và chị cũng không có kết bạn với nhau, nên chắc chắn em không có làm phiền chị ạ." Nhiều khán giả bày tỏ thái độ ủng hộ dòng chia sẻ của Bình Tinh. Thời gian qua, Bình Tinh hạn chế nhắc về những lùm xùm xung quanh gia đình của cha nuôi. Cô từng chia sẻ bức ảnh của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh kèm dòng nhắn nhủ: "Bà lúc nào cũng đẹp nhà, mãi mãi lúc nào cũng đẹp trong lòng quý khán giả, ân nhân. Và chỉ ba thôi, không vì bất cứ lý do nào mà có thể xấu được." Vì vướng lịch lưu diễn, Bình Tinh và Vũ Luân cũng tổ chức lễ cúng 100 ngày cho nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh tại Pháp. Buổi lễ được tổ chức tại một ngôi chùa trong không khí trang nghiêm, ấm cúng. Dù có lịch diễn đi xa, nhưng cả hai vẫn đội khăn tang và nâng niu di ảnh của bà nuôi khiến nhiều người xúc động. Sau khi về nước, Bình Tinh cũng tranh thủ thời gian tới nhà để động viên tinh thần Hồng Loan, là con gái của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Sau khi nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh qua đời, gia đình ông phát sinh nhiều bất đồng từ chuyện hợp đồng, livestream tang lễ, xử lý tiền phóng điếu đến tranh chấp tài sản. Hồng Phượng, cháu ruột của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, trở thành tâm điểm chỉ trích khi xuất hiện nhiều video cho rằng cô không rõ ràng trong chuyện tiền bạc, có ý định tranh giành tài sản với Hồng Loan, con gái của cố nghệ sĩ. Trong buổi gặp truyền thông, Hồng Phượng lý giải về chuyện hợp đồng truyền thông đám tang của cậu ruột, tức nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Cô cho biết đã bàn bạc với Bình Tinh và chị Nga, người chăm sóc cố nghệ sĩ hơn 10 năm qua. Trước khi ký hợp đồng, cô không thông qua Hồng Loan vì nghĩ rằng chị không am hiểu về nghệ thuật. Tin tức trên đã chính thức khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của chúng tôi. Các sự kiện nổi bật ở nước ta và trên thế giới sẽ được Hoàng Châu Channel cập nhật tại bản tin trưa vào lúc 13 giờ và bản tin cuối ngày vào lúc 20 giờ. Đừng quên theo dõi để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức quan trọng nào. Xin được kính chào và hẹn gặp lại!